Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của cô Hòa. Thì cô Hà có chia sẻ câu chuyện này chính bản thân cô trải nghiệm qua cũng như là những người trong nhà. Mà một câu chuyện mà cô nói rằng khi mà đến tận bây giờ kể cho Bảo nghe mà cô còn rợn ốc và lạnh sống lưng mỗi khi nhớ về cái câu chuyện đó. Thì à, năm nay á là cô Hòa đã được 59 tuổi rồi. Thì tính ra là cũng khoảng vừa tròn 40 năm. Khi đó cô Hòa 19 tuổi. Thì cô Hà lúc đó đó là gã chồng cho cô Hòa Thì chồng của cô Hà ở cách nhà cô Hòa là độ khoảng chừng là 17 số Mà nhà chồng á nằm ở trong giống như một cái đoạn nó hơi vắng các bạn Khu vực chỗ đó mà bà con người ta ở cũng đông đông, đông rồi Chứ không phải là uh, quá quán vẻ con cái gia đình của cô Hà thì nằm sâu vô phía trong giống như các bạn có liên tưởng đi Cái con đường này là cái con đường giống như là một cái con đường ở bên ngoài ngoài mấy sông á Thì có một cái đường ở mép trong đồng nữa đó thì cái nhà của ở ờ, hai cái khoảng đường này nó nằm song song nhau và nó khoảng cách nó đối với nhau á, là khoảng chừng nửa cái số à mà đường ở trong đó là là người ta cũng là nhà cửa tùm lum hết trơn nha đó thì lúc đó là nhà chồng của cô Hòa thì bảo sẽ gọi là chồng của Hòa từ thứ hai bảo sẽ gọi là dưỡng hai còn ông bà ba là ba má chồng của cô Hòa đó, thì Dưỡng hai Xong rồi tới cô ba Mà cái cô ba nó cổ mắt từ nhỏ rồi Thì bảo không kể Bảo sẽ kể là cô tư Rồi chú năm Và cô út Thì trong gia đình là còn bốn người Lúc đó là kể cả cô tư Chú năm Và cô út thì đều là chưa có chồng cả Chưa có chồng, có vợ gì hết Trưởng nam là dưỡng hai cưới cô Hòa cũng là trưởng nữ ở bên đây. Thì khi mà hai người về với nhau á, thời gian ban đầu là gia đình của ông bà ba cho ở chung nhà. Đợi một thời gian sau thì mới cất nhà ở riêng. Nói về cái kinh tế gia đình thì ông bà ba thuộc dạng là trung bình khá. Cũng có đất để mà làm ruộng, cũng có đất để mà làm vườn. Nó thuộc cái dạng là cũng khá khá đó. Thì khi mà cô Hòa về nhà chồng cái ngày đầu tiên đám tiệc xong xuôi đâu đó rồi mà đám tiệc hồi vào thời điểm đó thì hơi cực nha các bạn bởi vì đâu phải như mình bây giờ mà đãi nhà hàng rồi nhân viên của nhà hàng họ tới họ, họ, họ đãi hết đâu mỗi lần là phải con cái trong gia đình con cháu trong gia đình bạn bè của cô dâu của dễ thì qua phụ cái việc mà làm đãi đám tiệc đó xong xuôi đâu đó rồi á dạp này nọ là cũng tự mình dẫn phải dọn dẹp rất là nhiều rồi chén bát phải rửa cho sạch phơi khô ráo các kiểu à, bàn ghế đồ mượn thêm của hàng xóm nồi niêu son chảo rồi đó thì của ai của ai là phải dọn rửa cho sạch sẽ rồi bắt đầu là đem trả cho người ta thì khi mà cô Hòa về cô Hòa nhớ là cái lúc đó là khoảng chừng 12 giờ mấy trưa là kể như xong cái đám rồi Bà con người ta về hết rồi, chỉ còn lại những người trong nhà, những cái người bà con thân thuộc ở lại để phụ dọn cái đám thôi. Thì lúc đó đó, làm dâu thì nó hơi khó hơn mình bây giờ. Là con dâu khi mới vừa nhà về nhà chồng, sau khi làm lễ xong này nọ rồi cô bác hàng xóm người ta về rồi đó, thì cô con dâu này phải thay thay đồ ra rồi sẽ phụ giúp với gia đình. Đó, thì cô Hòa mới bước ra ngoài ở nhà là mẹ mình dặn kỹ hết trơn rồi cổ mới ra cổ định mằng định làm phụ gia đình này nọ đó thì có một cái điều lạ khiến cho cổ thắc mắc là cha chồng của cổ á thì lúc đó lắm như cổ đi thoáng qua cổ nghe à, cổ nghe cha chồng nói với mẹ chồng như thế này à, bà kêu vô thằng kêu thằng hai á ra à, à, dắt vợ nó đi ra ngoài đó đi à, thì nghe nói câu đó cái cô hòa cũng thấy nó nó cái gì nó lạ lạ sao tự nhiên đi đâu mới về nhà chồng mới giờ mình đi đâu đó cái lúc đó cái, cái mà người mẹ chồng á, mới đi xuống đi xuống rồi nói con ơi con con, con với thằng hai đi ra đây với má thì tưởng đâu má chồng mình kêu đi mằng một cái việc gì đó hay là uh, đi chào hỏi một cái người nào quan trọng trong dòng tộc gì đó cho nên là cô con dâu cũng mới đi ra thì khi đi ra thì thấy mẹ chồng mình cầm một cái rổ uh, có chứa trái cây nè rồi uh, bánh trái nè rồi ừ, nhang đèn nữa các bạn rồi thêm một cái là muối gạo nữa còn chồng của mình á thì cầm đồ ăn đồ ăn mà cứ bằng đồ ăn mới nghe chứ không dám lấy đồ ăn cũ nữa cái không có đưa cho người, người vợ cầm cái gì hết trơn á là mới dắt cái cô hà đi thì từ nhà chỗ đó đi sâu vô bên trong khoảng chừng là 300 thước thì lúc này bà ba là má chồng của cô của, của cô hòa đó mới cầm bịch trái cây rồi đưa cho cô Hà cầm bên tay trái Còn dưỡng hai á thì đưa những cái đồ ăn đó đó Là theo kiểu đưa cho vợ cầm em ơi em Em dáng cầm nghe em Em cầm nghe Đi một đoạn nữa khoảng chừng 50 thước nữa là tới rồi Mà đi trong đây có thấy có nhà cửa gì đâu Mà sao tự nhiên không kêu mình đi từ cái lúc ban đầu Mà lại đi vô trong đây rồi mới kêu Thì cô Hà cũng không biết làm sao Má chồng kêu chồng kêu thì thì, thì bưng Nói chung cũng nặng lớp nào trái cây rồi lớp nào à, à, bưng cái đó nó, nó đồ ăn nữa nó, nó cũng hơi là khó khăn thì má chồng với dượng hai thì cứ hai người đứng hai bên vậy đó đi theo cái đường nó cũng rộng đi theo sợ là 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 là, là cô hòa cầm không nổi rớt nhưng mà lạ một điều tại sao hai người không cầm mà bắt cô hòa cầm cái cô hòa cũng ráng cầm đi khoảng năm chục thước nữa thì bà ba bà mới quẹo qua tới rồi con tới chừng mà quẹo qua đi khoảng chừng 10 thước thì phát hiện ra là đi ra một cái ngôi mộ và cái ngôi mộ này à, còn rất là mới và xem chừng như là kể như là khoảng chừng là một năm trời thôi chứ không có không có lâu. Cái lúc đó thì ở trên cái bia mộ á, là không có cái hình ảnh nha, à. không có tấm hình trắng đen hay là cái bia mộ thì có chỉ để là tên tuổi và cái ngày sinh ngày mắt đó. Thì lúc đó là biết là một cái người phụ nữ thì bảo nói luôn người này là ai người này là bà bảy em ruột của ông bà ba à, thì về bà bảy này cô hòa có nghe một chút xíu là hồi trước á bà bảy có chồng có chồng nhưng mà do là ông 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 cò á ông cò ông bắt rễ nhưng mà cái người rễ đó về thì kiểu giống như là 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 không có hợp đó thì mới ly dị nhau kiểu giống như là thôi nhau hồi chưa ta hay dùng cái câu là thôi nhau đó thì từ đó bà bảy không có đi thêm bước nữa bà cũng không có con luôn à, và bà ở trong nhà thì sau khi mà ông cò mắt bà bảy ở chung nhà với lại ông bà ba bởi vì bà hai là chị ruột của ông ba mà bà hai là có chồng đi xứ khác rồi ông ba là trưởng nam lớn nhất trong nhà cho nên là lúc đó kêu bà bảy ở lại À, chung sống chung với gia đình của ông bà à, bà ba và bà bảy này mắc cách đây khoảng hơn một năm kiểu như là một năm lại một tháng hai tháng gì đó thì đại loại như vậy cô hòa không có nhớ chính xác thì cô hòa chỉ vẹn vẹn là biết bao nhiêu thôi dọn dẹn biết bao nhiêu thôi mà sao lạ một điều là, là 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 dù cho cái tình thương nó có lớn tới đâu giữa ông ba và ông bà ông bà bà bảy đi thì cái kiểu giống như là mới vừa về nhà chồng mà tự nhiên bắt mình đi vô đây rồi bắt mình bưng mấy cái này rồi 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 cúng kiến gì kỳ vậy con cái là, là, là sợ cho nên là không có dám nói thì lúc này bà ba mới nói con ơi con con, con sắp tự tay con sắp trái cây ra con sắp đồ ăn ra con cúng cô bảy đi con rồi bà ba sắp xong xuôi đâu đó rồi để trước mộ rồi đó nghe bà ba mới nói con là ở đây chút xíu má chỉ cho con khắng thì bà mới chỉ là con khắng sao 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 đó. Thì à, cô Hòa nói là 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 do tính chất của câu chuyện, à cũng liên quan người trong nhà cho nên cái lời khắn đó cô Hòa không có nói ra bảo nghe được. Nhưng đại loại kiểu như là cô ơi, con là vợ của uh, chồng, chồng con á là những hai á. là con dâu của um, ba với má tức là anh chị ruột của cô bữa nay con ra đây tỏ cái lòng thành kính với cô các bạn hiểu đại loại như vậy đó thì mới cúng kiến này nó cắm nhang xong rồi bà ba mới nói thôi con đi về không cần chờ nhang tàn nhang gì lấy trái cây lấy cái thịt chị vô chứ thôi con đi về đó khi mà trở về nhà thì suốt cái đoạn đường về đó cô hòa thì đương nhiên cậu không có dám hỏi còn bà ba với lại dượng hai thì cũng không nói câu nào cả. À, thì về tới nhà xong rồi thì bà ba nói con ơi. Con không có cần phụ đâu, có em Út mấy đứa nó mang rồi. Dạ thôi má ơi, má cho con phụ đi, kiểu mình mình làm dâu mà. À, hồi đó làm dâu là phải giỏi giang, công dung ngôn hạnh cho nên á là cô Hà muốn màng nhưng mà không cho, tuyệt đối không cho. Kêu ngủ nằm nghỉ ngơi này nọ ăn uống xong nằm nghỉ ngơi cho đến cái giờ chiều thì cô hòa giống như đâu có dám ngủ cho nó quá xế đâu à, khoảng chừng 3 giờ là cô hòa thức dậy rồi khi mà thức dậy cô hòa mới đi ra phát hiện ra là chồng của mình á tự nhiên cái chỗ thiếu cha và ông không ngủ giường hai á chỗ thiếu cha và ông không ngủ mà ông lại bắt cái ghế mà cái dạng cái ghế cây á hồi trước là ông nội á ông có đẻo một cái ghế cây rất là khéo tay tại ông nội là, 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 là cái tay ông không phải là thợ nhưng mà tay ông khéo lắm để cái ghế cây nằm dựa trên cái ghế bố mình bây giờ thì các bạn nhưng mà đẹp hơn giường hai ông mới nằm ở đó ngủ giống như ngủ trước cái cửa buồn nhà thì không có ngăn cái phòng ra nhưng mà cái có cái buồn Hả? À. ông ngủ trước cái buồn mở cửa ra gặp ông ngồi ra nằm ở đó ông nằm ông nằm ngủ thì cô hà mới nói anh 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 hơi sao thiếu về chỗ anh không ngủ mà anh ngủ ở đây thì ông mới lờm cộm giật mình ngồi dậy cái kiểu mới ngủ thức dậy đó cho nên là, là là hỏi gì trả lời cái nấy ông nói ngủ đặng uh, canh cho em thì ông vừa nói xong ông biết nó hớ rồi ông mới chữa lại ông cười cười ông nói à, thì anh thương em canh cho em vậy thì cô hòa lúc đó cũng mắc cỡ kiểu mà hồi đó thì không phải là cái kiểu giống như là, là quen biết rồi cưới mà cô hòa với lại dượng hai là được mai mối và tới cưới thành ra là giữa hai người chưa có tâm sự nhiều cái sự hiểu nhau nó chưa có đến đội là 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 giống như là, là trai gái yêu nhau mà tự nhiên nói một câu giỡn kiểu ngọt ngào vậy cô hòa nó cũng có mất cỡ cái anh này nói gì đâu ai nghe ta cười chết xong rồi cái dượng hai mới dắt đi ra ngoài dắt đi ra ngoài chị hòa mới thấy là ở phía trước sân á kiểu giống như là làm nhiều rồi nhưng mà cái 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 xăng thì chưa chưa có có quét kỹ chị hòa mới định là đi lấy cái chỗ trà đặng đi ra quét thì lúc đó dưỡng hai mới nắm tay lôi lại em em khỏi làm em đợi đi khoảng giờ này ba giờ mấy rồi 4 giờ đi rồi má với em với anh với lại tía cúng một cái ủa cúng gì nữa anh bộ đi ra mộ cô bảy nữa hả không em cúng trong đây nè cúng cái bàn thờ cô bảy á thì mới dòm xéo qua thì ở trên cái bàn thờ lớn đó các bạn Ờ, nằm ở bên tay trái đây là cái xéo xuống là cái bàn thờ nhỏ của cô bảy. do là cô bảy không có con, thì cái hội thằng khi cô bảy bắt là cái dưỡng hai đầu là với mấy anh em của dưỡng hai là bắt đầu là là, là đội tang. cái cô hòa cô thấy tự nhiên vừa nói cái đó cái cậu dẫn ốc người ở trên các bạn, tự nhiên mà mới cúng cô bảy ngoài đó xong bây giờ vô nhà cúng nữa là cúng sao cúng hoài vậy, có cái gì đó nó kỳ kỳ. đó thì cũng thôi cũng nghe chồng đến cái giờ 4 giờ chiều á thì bà ba mới về bà cúng bà ba bảy bà về bà... là cả gia đình cúng nha chỉ con cái là không có mấy người em của dương hai thôi ông bà ba với vợ chồng của cô hòa cúng thì cũng chỉ cho cô hòa kháng vái như vậy con về nhà con ở cô bảy phù hộ kiểu như vậy tới tối đêm đó đi thì bảo nói về cái nhà bảo diễn tả cái nhà một chút xíu để cho cái mọi người dễ cái mượn tượng thì nhà của ông bà ba là nhà sàn lót dáng thì hồi trước á, là có làm riêng cho bà ba ý bà 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 bảy á một cái buồn ông bà ba thì một cái buồn còn con cái á, thì ngủ ở ngoài trước mà các bạn biết rồi nhà sàn á ngoài cái bàn thờ ngay xuống là cái nhà khách thì ở bên ngoài nó còn một cái giống như là cái xăng vậy đó nhưng mà xăng trong nhà vậy đó các bạn à, ngủ ngơi rồi là thoải mái nhà cũng rộng thì mấy anh em cũng chia nhau ra ngủ như vậy các bạn chỉ cần biết là à, sau lưng cái bàn thờ là cái buồng đầu tiên á, là cái buồng của ông bà ba và cái buồng kế tiếp là cái buồng của bà bảy và bây giờ vợ chồng của cô Hòa ở đâu mới cưới về phải cho anh ta cái không gian riêng tư chứ thì mới cho cô Hòa và chồng của mình ở ngay cái buồn thứ nhất mà cái buồn thứ nhất là cái buồn của ông bà ba tại sao lại có cái sự trớ trêu như thế này là bởi vì bà bảy bà nhát cực kỳ luôn trong nhà con cháu á thì lúc đó bà nhát xong rồi một thời gian sau bà hết nhát nhưng cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là dưỡng hai cưới vợ nè thì từ từ bảo sẽ cởi cái nguyên do thôi bảo cởi luôn đi cho mọi người dễ nắm bắt là tại sao mà phải chia phòng ra ngủ tại sao cái phòng của cô bảy bà bảy á bà mắc cả năm trời rồi cũng sáng sành này nọ đầy đủ hết trơn nhưng mà sao không để cho cái, 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 buồn đó cho hai vợ chồng dưỡng hai với cô hòa ở mà lại phải đổi qua để cho ông bà ba qua bên kia là như thế này Đầu tiên phải kể là khi mà bà bảy bà mắc á Thì bà về Bà về bà nhát nhiều cái cũng ghê lắm Lúc đó đó bà trong nhà nó nói chung á Bà có cởi lướt qua cái này nha Chứ không có kể rõ về cái cái cái, cái hồi trước khi mà bà, bà bảy bà nhát làm sao Mắc thời gian của mọi người lắm Bà bảy á bà mắc được khoảng chừng 49 ngày Chứ cái mấy cái ngày mở cửa mã bà không nhát không làm gì hết trơn thì bà về nhà kêu bằng bà nhát bà nhát là chú út nè dượng 2 nè đó ê là mà cô út chứ cô út dượng hai nè cô uh, cô tư nè rồi chú uh, chú năm nè kêu bằng là nhát không chừa người nào con cháu nhát hết con cái là không nhát ông không dám nhát ông bà ba mà hồi trước á cái người mà bà bảy nể trọng nhất và sợ nhất là ông bà ba thành ra là không dám nhát thì lúc đó thấy nhát mấy cái người anh em của dượng hai là sợ quá đi ông ba ông mới ra ông la ông la rồi ông nhát nữa ông mới giận ông nói bây giờ mày nhát nữa là tao gửi mày vô chùa không cho mày ở nhà nữa đó thì lúc đó bà bảy bà mới nhập vô cô tư bà nhập vô cô tư các bạn tại vì bảo chậm chỗ này là bởi vì cái người thứ ba mắc cho nên là bảo hơi, bảo hơi hơi chậm nhập vô cô Tư là cái bữa đó là khoảng cái giờ tối rồi chuẩn bị đi ngủ rồi à, là cô Tư cổ mới cứ mà ôm mùng mền ra đó để mà văng mùng mền uh, để ngủ đó thì lúc đó đó bà bảy mới nhập vô bà nhập vô xong rồi bà đi ngay là cái chỗ của ông bà ba đang ngồi bà mới phanh tay là như vậy nè bà gặt cái đầu xuống bà cúi cái đầu xuống như hoài như vậy nè thì bà ba bà mới cười với nó trời con nhỏ này bữa nay là làm gì sai hay gì mà tự nhiên phanh tay cúi đầu hoài ngước cái đầu lên coi không không ngước lên ông ba ông nói ngước cái đầu lên coi sao má mày nói mà mày em vui vậy cái bà mới ngước lên mà ngước lên là lúc này là cái kiểu khóc mà khóc không ra nước mắt á ba ba cứ kêu anh ba chứ không có kêu là tía trời ơi nhỏ này bữa nay mày, mày mày nói chuyện với tao mày kêu tao bằng anh hả em nè anh ba ơi em nè em nè bảy nè anh ba bảy nè đó thì bà nói chuyện cái cách nói nó cái giọng nói nó lơ lớ rồi nó không còn giống như cô tư cái mới giật mình đi lúc đó dưỡng hai đồ kiểu cũng sợ mới ngồi quý rồi với lại à, cô út với lại chú năm rồi mới quý quýu sau lưng sau lưng của ông bà ba thì ông ba nói ủa mày đã hai bảy mày nhập vô cháu hả bảy dạ dạ em là em là anh ba em là anh ba cái ông ba ông mới la ông nói mày nhát nó chưa đủ sao bây giờ mày còn nhập vô nó nữa em nhập nó gì vậy? em vô em vô em nói với anh, anh ba anh ba đừng gửi em vô chùa em sợ lắm em, em em sợ anh ba lắm em sợ chị ba lắm em em không dám nữa đâu em không có nhát đứa nhỏ nữa đâu thì bây giờ dẫu sao vẫn là em ruột của mình cho nên là ông ba ông cũng làm bộ thôi chứ không phải là ông cố ý không được tao phải đưa mày vô trong chùa mới được mày ở đây con cháu hồi đó mày 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 còn sống đó tụi nó cũng thương mày mà mày về mày nhát hết đứa này tới đứa kia à, sao mà được tao đưa mày vô chùa mới được cái quỳ xuống năn nỉ các bạn rồi quỳ xuống không phanh tay nha mà quỳ xuống lại vậy nè ba anh ba ba đừng đưa em vô chùa em sợ nên ba đừng đưa em đi để mình ở em ở nhà cho em ở nhà thì nói một hồi cái ông ba mới nói là bây giờ nó cho mày ở nhà nhưng mà mày không được nhắc là là là, là là, là, mấy đứa nữa mấy đứa nhỏ nữa cũng không được nhắc ai hết trơn nghe chưa đó, thì bà bảy bà mới hứa là bà không dám về nhắc ai nữa mà cũng không nhắc hàng xóm luôn cái việc đó được bà bảy thực hiện đúng như cái lời của bà hứa trong vòng một năm trời đó thì cái kiểu mà trong gia đình mình có cái người linh như vậy cũng không phải là cái việc tốt gì cho nên là cũng không có kể ra ngoài cũng dặn dượng hai với em út này nọ là không có kể cái chuyện này ra ngoài cho ai nghe hết và chuyện khi nó đã diễn ra và nó xảy ra khoảng một năm trời im ru rồi thì lúc đó ông bà ba đều nghĩ rằng ờ à, bà bảy có thể là bà đi đầu thai rồi nhưng mà có một cái điều này nè là mọi người phải biết tính của bà bảy á mỗi người có một cái tính bà bảy thì khi mà bà còn sống nói chung bà cũng hơi khó thôi chứ không phải là thuộc dạng quá khó có một điều là không ai hiểu nổi lý do làm sao mà bảy mà bà bảy bà không thích con nít thường á là những người mà mà lớn tuổi người ta thương con nít á. đặc biệt là những người như bà bảy bà không có có, có khi mà bà bà sống đơn độc của mình á thì đáng lẽ ra là bà phải rất là thương con nít nhưng mà ngặt nói một điều bà không thương hỏi bà thì bà không nói hỏi quá thì bà mới nói là uh, bực bội cái gì cũng không yên với mấy đứa nhỏ này chứ à, thì kiểu như vậy đó à, thì sau một năm trời thì cái lần đó nó như thế này cái bà mai á là ông ba có nhờ cái bà mai là đi đâu bên uh, coi kiếm cho cháu nó một mối tức là kiếm cho dựng hai một mối đó cái bà mai bà mới đi kiếm đi à, bà đi kiếm nó cũng mối này mối kia bà kiếm hai mối rồi bà mới đi lại nhà bà ly lại nhà bà nói với lại ông bà ba mà hai cái mối này không phải là cái mối bên nhà của hòa nha không phải thì ông bà ba mới nghe bà mai nói và bà, bà phân tích ra ờ cái mối này như vậy như vậy như vậy như vậy ờ, có thể là con gái này này là trưởng nữ hay gì đó còn cái mối kia là này nhỏ cái út tôi kiểu như vậy cũng phân tích ra để cho ông bà ba chọn thấy ai hợp gia đình bên nào hợp đó thì nói cho bà để bà đi qua bên bệnh bà làm ai thì khi mà bà ba nói xong rồi đó giữa hai cái gia đình này thì lúc đó ông ba chọn cái gia đình thứ hai cái gia đình thứ nhất thì theo như cái lời cởi lại đó là uh, tính tình là hơi hung dữ cho nên là ông ba không thích đó, chọn cái gia đình thứ hai có nghĩa là chọn rồi thì ông bà ba mới ngồi đó nói chuyện với lại dượng hai ờ, mối đó như vậy như vậy để con chịu hay không thì dượng hai nào giờ cũng nghe lời ông bà ba lắm từ tới tuổi có vợ có chồng có vợ thì dượng hai nói con thì con không có quen ai con chưa có người yêu thì thôi tới cái tuổi cưới vợ rồi, Tía má tính dùm con đó, thì gia đình mới thống nhất cái điều đó rồi, thì ngay tối đêm đó thì Dượng hai ông ngủ thì bây giờ ông lớn rồi, ông mới ngủ chung với lại chú Năm thôi, chứ không bao ngủ chung với lại cô Tư với lại à, cô Úc. À, thì thành ra lúc đó là ngủ nó như thế này nè, Dượng hai với lại chú năm á là ngủ là ngủ ở ngoài giống như cái nhà khách cái bàn thờ ngay xuống đó còn cô út và cô tư thì ngủ ở cái buồng của bà bảy ông bà ba vẫn ngủ vẫn ngủ ở cái giường thứ nhất đó. thì ngủ đây cả năm trời vậy rồi dưỡng hai thì ông nằm ở ngoài còn chú năm á thì ông nằm sát vô vách đang ngủ ngon lành như vậy á tới nửa đêm đi cũng không biết là 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 là, là, à, mấy giờ thì cái đèn dầu nó tắt dượng hai ổng mới là giật mình ổng thức dậy ổng mới định là bước xuống này nọ ổng đi tiểu gì đó mà ổng dòm thấy cái đèn dầu nó tắt rồi thì không gian trong nhà nó tối hù tối thui à. à thì cũng bình thường cũng nhà cửa mình thôi bây giờ thì cứ là dở cái mùng ra đi lợi mở cái đèn lên đốt cái đèn lên rồi đi xuống dưới đi tiểu giờ hai mới đi lại đi lại chỗ cái bàn thờ á cái tay lọ mọ lọ mọ để mà kiếm cái cái hộp quẹt á. thì ở phía sau lưng của giường hai á một cái cánh tay kiểu mà chụp vô cái vai ổng á mà các bạn biết là khi mà mình đang lọ mọ mình kiếm một cái gì trong đêm tối mà ở phía sau lưng lại có cái gì chụp vô tay mình đang lý phải giật mình mà sao chụp vô tay rồi cái dưỡng hai ông chỉ ưỡn người cái thôi thì ngay cái lúc đó cái người đứng đơ là không có giật mình được cả người cứng đơ là như vậy mà cái tay á lọ mọ để mà kiếm cái hộp quẹt đó ngang là cũng bị theo kiểu là là là, không nhúc nhích nữa cái người hơi dựa vô trong cái bàn thờ rồi ổng mới nghe một cái giọng nói ở phía sau lưng mình mà cái giọng nói là là của ai của bà bảy bà mới nói như vậy nè mày á ổng có được kêu người lạ vô đây nha Có người lạ vô đây á Là tao giặt mày chết Tao giặt người lạ chết luôn Trời đất ơi nói cái câu đó rồi á Thì cả người của ông Dương 7 Dương 2 á Kể như là ông rung mình ở trơn các bạn Rồi ông cảm giác đâu khoảng chừng một phút đồng hồ sau á Thì cái tay đó mới rời khỏi cái cái, cái vai của ông ông mới nhẹ người thì ông quay mặt lại ông giờ ông giờ mà ông không hề thấy một ai hết như thể là nãy giờ cái hình bóng đó ở phía sau lưng mình nói chuyện là bà bảy nhưng mà thật ra là hoàn toàn không hề có sức khởi xuất hiện đó kiểu cảm giác như vậy đó còn cái người ông thì lạnh băng hết trơn da gà da dịch nổi đầy người chứ ông sợ quá ông mới chạy vô cái buồn của kế bên cái buồn của ông bà ba mà ông mới chạy vô ông kể lại ông kể lại như vậy á thì ông ba mới nói chắc mày mớ cả năm nay rồi làm gì mà có cái chuyện đó thì lúc đó cái cảm giác của giường hai kiểu nó cũng lăn 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 ông sợ nhưng mà ông cũng nghĩ là chắc tí mà nói đúng chắc cũng tại mình mớ chứ họ làm gì mà có cái chuyện mà mà nói chuyện vậy cái người mà cứng đơn cái thấy vậy thì ông ba mới nói thôi bây giờ để tao ra tao ngủ với mày thì lúc đó ông ba mới ra ngủ có ông ba ngủ rồi thì kể như là bà bảy bả không có dám Xong rồi á thì qua ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau là cái ngày hôm nay nè. Tối hôm nay phải ngủ sớm để sáng ngày mai bà mai sẽ dắt qua bên kia để coi mắt. Đó. Thì ngay tối đêm đó nha. Ông ba cũng đâu phải ông ra ngủ nữa đâu. Lúc đó là cũng nghĩ là là là, 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 là. À, bị mớ rồi. Cái giường hai ông cũng nằm ngủ y chang như là cái đêm trước. Bữa nay á thì không đợi cho đi xuống gì hết trơn bà bảy mới đi lên cái đầu nằm á bà mới thổi cái hơi lạnh bà thổi cái hơi lạnh vô cái lỗ tai bên trái mà cái lỗ tai bên phải á là không lạnh nhưng mà lạnh cái lỗ tai bên trái và cái cảm giác như có cái hơi lạnh nó thổi vô vậy đó cái ông dượng hai á ông mới lạnh đi ông lạnh thì ông mới lắc cái đầu ông vậy nè kiểu mà đang ngủ mà lắc cái đầu ông xuống để ông bít cái lỗ tai ông xuống như cái gối để cho nó ấm lại thì bít cho tao trái xuống đây thì ở thổi cái lỗ tay phải lạnh đó cái ổng mới dục dịch người mới cái gì kỳ vậy trời mà sao tự nhiên mà thổi cái lỗ tai mình lạnh cái lỗ tai lạnh đã đành mà cái xương sống của mình nó cũng lạnh luôn cảm giác nó ớn ớn rùng rợn cái bà mới ở phía sau bà ấy nói nữa mày không có mớ đâu tao nói mày lần nữa nghe mày mà đưa người lạ về đây đó tao bắt nó chết trước rồi ta bắt mày chết sao và lần này thì cảm giác không còn là lơ đễnh như cái lần đêm trước nữa mà nó rõ một trăm nó rõ một một luôn thậm chí khi mà ông dượng hai ông nghe cái đó ông giật mình ông bật ông ngồi dậy và cái đèn dầu ở trên bàn thờ nó vẫn còn thành ra là ánh sáng nó đủ cho ông dòm xung quanh cái căn nhà khách của mình ông mới quay mặt lại ông dòm như vậy thì ông thấy có một cái bóng người đi lướt ngang cánh cửa và đi xuống cái chỗ cầu thang đi xuống dưới đất và đây là một cái bóng trắng cái dáng dốc hình thù y chang như bà bảy lúc còn sống luôn không khác mãi mai gì cả ông mới đỡ người ông cứng đơ ông nắm tay của chú năm á ông giật năm mươi năm năm chú năm cũng giật mình rồi nửa đêm hôm làm gì ông rên rên thế gơi vậy ông kêu tía kêu tía ông sợ ông đâu có dám bước xuống ông mới kêu là chú năm kêu tía mà chú năm tưởng đâu bị cái gì định bước xuống thì lúc đó ổng nắm tay ổng lôi lại mày la lên được rồi mày đừng có bỏ anh mày đừng có bỏ anh làm cho ông chú năm phải la lên thì ông ba ban đêm nửa đêm nửa hôm mà tưởng đâu có vụ gì sợ quá là mới 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 chạy ra chạy ra thì đèn đuốc sáng chân này nọ ông đâu tối quá học sợ không có dám kể đó thì mới nói bây giờ mày vô đây đi mày ngủ uh, uh, với tía đi cho má bay ra ngủ với lại thằng thằng năm cái vô ngủ thì có có ông ba cũng yên cũng yên nữa các bạn rồi sáng ra mới kể kể như vậy rồi thì ông ba ông mới đi ra chỗ bàn thờ đó ông mới thắp nhang rồi ông nói đủ thứ trên đời trơn nói đủ cái ý đủ cái nghĩa rồi khuyên răng sao mày lại uh, nói vậy với cháu thì cháu nó lớn tuổi rồi, tới giờ, lúc nó có vợ thì nó có vợ chứ sao mày không cho. Thì ông ba cũng hiểu là bà không cho ông dưỡng hai cái vợ. Bà không muốn người lạ bước vô trong nhà, bà ghét. À, thì ông ba ông mới la rồi ông nói vậy mà lúc trước rồi nói bà nghe mà mà làm biết sao năm nay cái làm như bà bớt sợ ông ba lại. Theo kiểu là là, là không có dám gì mà uh, như hồi trước nữa. À, cái sáng hôm sau thì cũng đi coi mắt cũng đi ông ba ông kêu đi đi qua bên đó coi mắt coi mắt xong rồi á thì về hỏi dượng hai là ờ con thấy sao con chịu không thì dượng hai mới nói là ờ mà tía ơi cái em này thì cái kiểu giống như là mặt mày thì cũng được mà sao cái giọng nói nghe kỳ quá như cái âm cái âm lượng nói ra kỳ á thì dượng hai chỉ có một cái điều như thế thôi cái lúc đó cái ông bà ông mới nói thôi con có gì đâu miễn tính tình nó được là được rồi, rồi Giữa hai mới nói dạ thì tía má nói vậy con nghe theo vậy à, thì lúc đó là giống như là chưa nha qua coi mắt là để cho hai đứa trẻ là biết gia đình hai bên rồi 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 có thể là tới lui nói chuyện với nhau này nọ thôi chứ chưa có đến đổi là coi là 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 là, là cái đó không phải là gọi là có mắt các bạn kiểu giống như là coi cho biết gia đình nói tới ngồi uống ly nước chơi vậy đó thì sau đó mới nếu mà bên đàn trai chấp nhận này nọ okay hết trơn rồi đó thì mới đi qua gặp gia đình rồi uh, viết thành một cái tờ giấy để mà gửi cho bên đàn gái à, cái ngày cưới như cái nạn này đó, đó thì bên gái đấy chấp nhận hay không người ta sẽ trả lời thường thường là ta nói ba ngày sau để trả lời đó, đó thì lúc đó cái mới có ngày đầu tiên à thì nghe Dưỡng hai nói vậy rồi cũng chịu rồi Bà Mai mới qua, mới chúc mừng, mới nói là Bên đàn gái á, là họ cũng ưng ý rồi đó nha Bây giờ chỉ chờ đàn trai mình này nọ là là tới Là là bắt đầu là đưa giấy này nọ để báo cho người ta biết là uh, Con mình uh, Muốn uh, qua hỏi cưới này nọ đó rồi Chờ đàn gái trả lời chứ chờ ngày đó thôi Thì gia đình cũng nói rồi, bây giờ vậy là ok rồi à, Thôi bây giờ á uh, uh, Kêu mấy đứa nhỏ Nó dọn cái phòng đi Nó dọn cái phòng uh, của con... Uh, con tư với con út nó ngủ đó, Và sau này cho hai đứa nhỏ nó 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 ra ngoài nó ngủ đỡ một thời gian khi thằng hai nó 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 ra um, riêng rồi á, thì 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 cho nó vô ngủ lại kiểu như vậy, mà vô dọn các bạn, vô dọn cái phòng á, thì tối đêm đó dọn sao dọn, dọn muốn xong mà đừng dọn phòng đâu có nhiêu, cái cô tư cổ ngủ với lại cô út ở trong á, cái bà về bà về bà làm dữ lắm nghe bà đứng bà đứng cho thấy luôn mà kiểu cô út với cô thấy còn cô tư không thấy nhưng mà cô tư có lạnh người thôi bà đứng ngay cái đầu giường á bà kêu thì lúc đó là hai người làm như là mới mơ màng màng thì nghe tiếng kêu đó con cái là, là là cô út cô không có mở mắt ra thì bà mới đi ngang qua đây bà ngồi bà đối diện luôn bà đứng đối diện luôn bà thò cái tay bà dung 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 cái mùng vậy nè cô út cô mở mắt ra thì cô tưởng nó bà ba bà nói là má 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 làm gì mới dung dung cái bụng mới để con ngủ Tao này mày Cái Chỗ này là của tao Cho hai đứa bay ngủ á Là được rồi Mày còn dọn dẹp cho người lạ vô hả Tao nói rồi Đứa nào lạ vô trong đây á Tao bóp cổ chết Mày ra mày nói với tía mày vậy đó Mỗi lần á thì làm gì bà dám nói vậy Mà bữa nay bà nói vậy cô Út Cô Út dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi Mà bà hiện hồn ra bà nói kiểu đó Cô Út có té ngang con xỉu đi cổ xỉu rồi cái thì cổ xỉu vậy à, 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 cổ xỉu cái cô tư cổ mới la lên ông bà ba mới chạy qua lật đặt, đặt ôm chạy lên nhà thương chạy lên nhà thương các bạn lên nhà thương thì đến sáng là khỏe lại nhưng mà kêu cô út về cũng không dám về cô út nói về là 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 là, là cô bảy cổ cổ bóp cổ không chết đó thì cổ mới cởi ra ông ba ông dặn ông về ông kêu bằng ông đứng trước bàn thờ á ông thắp nhang xong mà ông nóng ông, ông chỉ mặt ông nói mày á mày vô duyên vô cớ á mày về mày hù dọ cho con cháu phải đi nhà thương vậy đó mày thấy được không chiến này là mày khỏi năn nỉ tao đưa mày vô chùa tao đưa mày vô chùa cái ông nói xong rồi thì cũng ở đó ngủ trưa trưa đó cái bà về bà, bà báo mộng á các bạn bà mới nói như vậy nè bà nói anh giờ anh đưa tôi vô chùa cũng kệ anh tôi không tôi không đi anh làm gì được tôi có nghĩa là vẫn còn ớn ông ba không dám nhát ông ba với bà ba thôi nhưng mà bây giờ là kiểu không sợ ông nữa đó ông hùng mấy cái đó là tôi không sợ đó nha ơn ơn không dám nhắc thôi nhưng mà còn cái việc mà hù hợp như hồi trước đó. hồi trước bà quỳ xuống bà xin lỗi luôn mà bà đang nỉ mà còn bây giờ là không bà nói là bây giờ á anh anh nói á là anh con cái nó lớn anh cưới vợ nha thì bây giờ anh cưới thì anh phải giữ cho kỹ nha anh cưới vợ cho con anh thì anh với con anh phải giữ cho kỹ nha bây giờ con anh thì tôi không làm gì tại là tôi tôi tôi, tôi hù thôi tôi hù thằng hai thôi nhưng mà bây giờ á anh đòi bỏ tôi đi tôi em ruột của anh mà anh đòi bỏ tôi đi này nói ha là tôi nói với anh á cái nhà này á là cha mẹ cắt nghe phải nói vậy đấy các bạn anh ở được tôi ở được người lạ vô là không được anh giữ cho kỹ đi con dâu anh giữ cho kỹ vợ thằng hai thằng hai giữ cho kỹ để chịch ra là tôi bóp cổ chết ông hai ông, ông ba ông nghe tới đó mới giận trong giấc mơ mà ông dặn ông quay ngang ông dòm dòm thì ông dòm ông thấy cái 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 cây mà cái dạng như cây mà ông cắm xào á đó, thì ông để dưới cái đít sàn á các bạn cái đít sàn mà thường thường mấy cái cây mà tốt tốt thì ông đem lên ông để trên đây thì ông mới cầm ông cầm ra ông rượt bà ông rượt bà ông đánh thì bà mới chạy xuống cầu thang ông mới rượt theo à, ông rượt theo ông ra tới ngoài đây thì bà đứng ngoài sang Bà nói tôi nói thiệt với anh đó nghe anh đánh tôi không có được đâu tôi chạy chạy vậy thôi lúc đó ông ba không biết là cái mạng số của ông ba là lớn hơn bà bảy đứng gần không được bà chạy cho nên là là là, là ông ba không đâu có biết ông nói mày á con cháu mày làm gì rồi rồi sao con cháu nó có vợ thì bà mới nói á tôi không cần biết anh làm gì anh làm anh cưới thì anh giữ mà tôi nói anh rồi đó giữ không kỹ là tôi bất cổ chết bà nói xong thì bà mới mới dọt đi đi mất tiêu ông ba mới giật mình thức dậy mà ai ngờ đâu á tưởng đâu có mình ông ba đi mà ai về đâu các bạn cái lúc đó thì bà ba bà từ nhà thương về thì nó hai mươi mấy cây số lần mà hồi đó thì phương tiện đi nó hơi khó bà ba bà về nữa đường bà mệt bà mệt rồi bà thấy cô út cũng mệt á út có sợ cũng không không có chịu về nhà cái bà ba thấy vậy có nhà bà con gần đó đó bà mới vô bà nghỉ bà nghĩ là mệt quá bà mới nằm ngủ đi bà nằm ngủ cái bà nó cũng nằm mơ bà nằm mơ á thì bà mới thấy bà bảy bà linh dữ lắm bà nói vậy nè bà nói chị về á chị nói với ổng á tôi báo trước cho ổng nghe mà ổng không chịu nghe nha ổng còn cầm cây ông rượt ổng định đánh tôi nữa thì giờ tôi nói chị á chị về chị nói với ảnh với ổng đi cứ dâu cứ con gì đó giữ cho kỹ chịch là tôi bẻ bóp cổ chết á bà ba cũng giật mình thức dậy lật đặt kêu với người hàng xóm á kêu người bà bà con á là cho gửi của ở đó bà ba mới đi về đi về một mình, về tới nhà thì hai vợ chồng cởi nhau nghe thì hết hồn hết vía các bạn. Là bây giờ làm sao? Phải đi coi thầy. À, thì ông bà ba mới đi coi một cái người thầy. Coi cái người thầy này về thì ông thầy này ông phán rằng là bà bảy giống như tính tình của bà Hồi còn sống bà như vậy đó, thì bây giờ bà còn quanh quẩn ở trong nhà. Đó. Và bà không cho người lạ đi vô. Thôi bây giờ như vậy thì đổi giường đi đổi chỗ đi rồi ổng giúp cho ông cúng kiến này nọ rồi ổng làm bùa làm phép gì đó đó thì cuối cùng mới là thành ra cái việc là đổi cái 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 buồn ông mà bao qua bùa bên đó còn ở bùa bên đây thì ổng làm nói nó làm bùa ổng làm này nọ không có vô được các kiểu đó. thì sau đó đó là cũng không có thành với lại cái cô bên kia bởi vì cái cô bên kia ban đầu hỏi cổ thì cổ chịu mà cái thời gian sau thì cổ... cổ, cổ chuẩn bị tới cái ngày mà đây ta qua người ta ta định ngày á thì con không chịu thành ra là không thành thì cuối cùng là khoảng một tháng sau dượng hai mới hỏi được cái chỗ của hòa nè giống như là cái duyên vợ chồng mà qua hỏi rồi định ngày xong xuôi đó cưới gã bình thường đó nhưng mà trước cái ngày mà làm đám cưới mà mà, mà xong cái ngày mà đàn trai mà kiểu giống như đã ăn cháo rồi đó các bạn ở dưới đây thì nó, nó có chỗ khác nha có chỗ thì à, uh, À, tao nói ăn cháo đêm á là là đám ma ở có chỗ á thì người ta à, cái ngày đám cưới người chạy rạp á là tối người ta nấu cháo để mà đãi hàng xóm này nọ ăn à, sáng bữa sau là bắt đầu đi rước dâu về để đãi đó thì ngay tối cái đêm đó đi bà mới đứng trên đứng ở ngoài cửa buồn chỗ cái cửa buồn của ông mà ba đó tức là ông mà ba bây giờ đã ngủ cái 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 cái, cái buồn của bà rồi đứng bên ngoài cái bà nói vậy nè Tôi nói rồi đó nghe Không chịu nghe Thì chừng nữa dám chịu nghe à, Bà nói duy nhất một câu đó Bà ba nghe rõ mồm một luôn Ông ba thì không nghe Thì sau đó cái bà em ru Bà ba bà giật mình bà kêu ông ba thức dậy Hai người đi ra ngoài đi ra dòm cỡ nào dòm Không hề thấy một cái gì hết Đó thì thành ra đó Thì ông bà ba mới suy nghĩ như vậy nó bây giờ chắc là nhờ cái buồn bên kia Là ông thầy ông làm bùa làm này làm nọ rồi Cho nên là vô không được mà vô được cái buồng bên đây mà không lại gần ông ba được cho nên là đứng ở ngoài nói như vậy thôi bây giờ á đi hỏi ông thầy coi mai mốt là, là, là con dâu nó về rồi sao đó thì khi mà đi hỏi ông thầy ông thầy mới nói á là dông hồn á thì họ chấp niệm và cố chấp lắm bây giờ á khi mà con dâu về á thì cái ngày đầu tiên á nhớ là phải dắt con dâu đi ra ngoài mộ là để cúng kiến cho bà rồi về cúng kiến trên bàn thờ thành ra mới có cái chuyện là cô hòa cô không hiểu được cái lý do tại sao mà mới về mà không cho màng bụng gì hết trơn bắt đi ra ngoài cúng kiến đó là cái lý do nằm ở đó nha các bạn và cũng là giải thích được cái lý do tại sao mà đổi cái 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 buồn và ông dặn thêm á nhưng mà nói gì thì nói cũng phải cố gắng giữ cho kỹ để làm sao cho vong hồn của bà bảy biết được là bây giờ cô hòa là người thân trong gia đình chứ không phải là người lạ như những gì mà bà đã nghĩ và bà đã nói đó thì thành ra là ông bà ba với lại dượng hai á, giữ rất là kỹ à, trở lại cái sự việc mà cô hòa thấy lạ là chồng mình tự nhiên ngủ ngoài cửa buồn ông uống dữ các bạn lỡ có gì đâu nhà vô liền á đó cái cũng im đâu cỡ chừng nó năm sáu bữa sau nói chung á là cô hòa cổ hơi khó chịu một chút xíu như thế này cổ mới hỏi dượng hai anh ơi anh nhưng mà hai vợ chồng mà ngủ trong buồn đó rồi, rồi 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 nói với nhau sao mà em làm cái gì á nếu mà không phải anh á thì là má hoặc là mấy đứa em Cứ giờ mà em hoài giống như là phải lúc nào em đi em để ý là cũng có người bên cạnh em hết trơn Không lẽ bây giờ gia đình anh là nghi ngờ em cái gì hả? Sợ em cái gì mà 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 giỏi uh, dõi mắt theo coi em hoài vậy Có gì thì anh nói cho em nghe Dượng hai thì ông đâu có dám kể ra cái việc mà tâm linh như thế đâu Ông mới nói như vậy Ông mới nói em em Không có gì đâu Gia đình anh thương em cho nên là mới như vậy sợ là 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 là, là em màng bụng cái này cái kia rồi nhà mình nhà sàn nữa mà em hồi đó giờ em ở bên nhà em thì em ở nhà không phải nhà sàn. Đó, thì em có khi em chưa quen đi đứng nó chưa có thoải mái thời gian đầu cho nên là dòm kỹ lưỡng em vậy thôi. Cái cô Hà thì lúc đó kiểu mà cũng mới 19 tuổi à. chồng nói sao thì cũng thấy là cũng hợp lý đi cho nên cũng nghe. Cái hôm đó nó lại đột xuất nó xảy ra cái việc như thế này khoảng chừng 7 giờ tối đó thì ở cái nhà lân cận đó các bạn là có nghe có một cái sự việc là giống như là cái gia đình đó đang bị cái bệnh rồi mà bà bà con hồi đó giống như là uh, nửa đêm nửa hôm mà ai bị bệnh này bệnh nọ ra xúm nhau qua tiếp mà cái người đó lại thân với gia đình của ông bà ba nữa thành ra là khi mà nói cái điều đó ra chạy qua kêu tiếp thì quýnh quán trong lúc quýnh quán mà mới chạy của bệnh ông bà ba rồi dưỡng hai rồi thậm chí là cô Tư dưỡng năm nữa rồi ông dưỡng năm ông mới dắt thêm cái cô út đi đó. thì lúc đó đó cô Hòa mới định chạy theo không biết cái vụ gì mà gia đình mình chạy đông có bển quá vậy mà mà vừa đi ra đó thì lúc đó cái bà bà ba kiểu bà cũng rối bà biết là cái chuyện bên kia đang đang rất là gấp cái bà mới nói là, là 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 con con ở nhà uh, mấy đứa nhỏ ở nhà với chị mày thì bà nói như vậy mà vô tình khi mà bà nói cái đó đó thì cô tư cũng không có nghe cô mới dắt mấy người nhỏ chạy cái bển tại cô quý gia đình bệnh lắm mà lúc đó thì bà con chạy qua đông quá cô tư thì cổ cũng nhỏ cho nên là cổ không có chen vô được cổ đứng ngoài đây cổ dòm cổ ngó thôi còn ở trong nhà thì bà ba với ông ba thậm chí là dượng hai cứ tưởng rằng là cô tư với mấy đứa em ở nhà với chị thành ra lúc đó là cô hà cô ở nhà con mình nè các bạn Cô nói là trời đất ơi cổ trải qua cái việc lần đó rồi suốt cuộc đời cổ quên không nổi đó. thì cổ mới lo cổ ở nhà một mình cổ mới lo Ủa sao bây giờ chuyện gì mà 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 mà, mà bệnh hoạn sao mà, mà 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 gia đình mình gấp gáp dữ vậy rồi mấy đứa em nó cũng đi hết trơn rồi mà bản thân cổ thì không biết cái sự việc của bà bảy mà là, là, là đàn bà con gái mà cho nên là À, cô hà cổ mới vô trong cái buồng cổ nằm cổ vô cái buồng cổ nằm cái cổ mới nghe cái một hồi sau đó cỡ 10-15 phút gì đó cổ mới nghe cái tiếng lập cập lập cập lập cập lập cập à, rồi cái tiếng mà uh, cái cầu thang nó kêu quá các bạn à, 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 cái nó cây cối nó chạm nhau đó là giống như có người đi lên đó à, thì đáng lý ra đó cổ đang trong đứng trong ngồi thì cổ phải đi ra để coi coi cái người đó là ai có phải là má của mình về má chồng mình về hay là chồng về hay là mấy đứa em nó về thì không biết làm sao á mà cổ lại ngồi ở đó giống chút trong đầu óc của cổ giống như là ngồi ai vô thì từ từ biết kiểu như vậy cái cổ mới nghe cái tiếng đi, đi 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 vô mà đi ngang cái cái cái, cái buồn ở hẩm mực nha kiểu, <laughs> vậy đó cổ nghe vậy đi cái cổ mới nói không biết cái vụ gì mà sao uh, uh, má mình về cổ tưởng bà ba má mình về mà hậm hực quá cái cổ mới ngồi ngồi trong đây cổ trông ngóng coi có nên đi ra hay không cổ suy nghĩ vậy đó thì cổ mới nghe cái tiếng kêu mày à, qua đây tao biểu coi mà cổ giả bà bảy á bà giả cái giọng y chang như bà ba làm cho cô hạ tưởng đâu là má chồng của mình về mà nghe tiếng cái buồn kế bên là cái buồn của, của 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 má chồng mình ngủ mà nhưng mà cái buồn đó là cái buồn hồi trước của bà bảy nghe đó thì cổ mới đi ra cổ đi ra cổ nói dạ 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 cổ già dạ, mấy tiếng cổ trả lời rồi đó các bạn thành ra là cổ đi ra cổ đi ra rồi cái bả trong bả mới nói mày vô đây coi cái giọng lúc này là khác rồi nhưng mà do là cô hòa có trả lời hay sao không biết mà đầu óc cô nói cô nói là cái lúc đó cái đầu óc nó lăn 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 nó kỳ lắm như thể là các bạn đang đi một cái chỗ nào mà nắng chang chang làm các bạn chóng mặt vậy đó mà cũng dáng bước vô bước vô rồi á thì thấy bả ngồi theo kiểu là nghiêng nghiêng nửa người mà lúc đó thì trong buồn ban đêm ban hôm là không có đèn bởi vì là đâu có dòm ra bả đâu mà không phải là bả xuất hiện mặt đồ trắng gì thì còn uh, giật mình đằng này á giống như là bả đen đen vậy đó mà bà ba thì nào giờ hay mặc bà, bà đen lắm rồi cái lúc mà bà đi lúc đó cũng quýnh quán rồi dòm bà thì bà cũng mặc bộ đồ đen đen thôi ủa má kêu con có gì không má bước vô đi mới có hai ba bước mày tao bớt cổ mày bà vừa nói bớt cổ xong bà quay cái mặt bà qua một cái là trời đất ơi cô hòa a lên một tiếng á các bạn té cái bịch xỉu liền nhưng mà có xỉu xỉu mà cái kiểu mà không cái kiểu mà xỉu xỉu thẳng á các bạn giống như xỉu chút xíu tỉnh á thì khi mà cổ tỉnh vậy rồi đó cổ mới cảm giác là sao ngạt 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 cái thở khó thở quá đi cổ mới mở con mắt cổ ráng cổ mở mắt ra thì cổ thấy một bóng đen ngồi trên cái người của cổ xóa tóc dài da nghe không giống này là không dòm thấy cái mặt rồi hồi nãy thì cái mặt xanh chanh nè à hai con mắt đổ lơm vậy còn bây giờ á là một cái bóng đen ngồi trên người cổ và bóp cổ cổ rồi cái nói ra cái âm thanh nó cà gào 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 theo kiểu như nè bớt cho mày chết bớt cho mày chết bớt cho mày chết đó thì lúc đó là cô cô hòa Cô quá hoảng sợ rồi các bạn các bạn cô nghĩ là cô chết đấy cô nói cô chỉ biết vậy thôi nhưng mà may mắn làm sao đi Dượng hai á là cái người mà mà đàn ông trai trẻ mà cho nên là khi mà kêu xuống phụ và đi ra lấy cái này cái kia để lên mà 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 đưa cái người bệnh đi ra để mà đi đó. Chạy ra chạy ra thì dượng hai mới dòm 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 sao thấy cô tư, cô tư có hỏi như rồi rồi bác bác sáu trong nhà có sao không anh hai? Thì gặp ba đứa em mà đứng đây nó ba đứa bay đứng đây rồi chị bay đâu? Chị chị, chị, chị hai ở nhà. Ông mới giật mình Ông giật mình một cái nghe ông mới quay sang cái người mà trai trẻ đó ở xóm đó anh là đang lấy cái đó đem lên giùm tôi anh mới chạy về nhà anh chạy về nhà anh chạy vô thì trong cái lúc mà anh chạy lên trên cái 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 cái, cái cầu thang á anh nghe cái tiếng vợ nghe cái tiếng cô hòa đó kiểu là hơ, 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 vậy đó anh quảng hồn quảng dưới anh chạy vô anh xông thẳng vô trong buồn các bạn anh nghe cái tiếng trong buồn mà anh xông thẳng vô trong buồn thì anh thấy là giống như anh cảm giác có một cái bóng đen vút ngang người ảnh lạnh người anh trơn thì anh thấy vợ anh nằm một đống vậy đó anh bồng ra ngoài đây có ánh sáng rồi anh thấy vợ anh là cô hòa có nhắm mắt có quảng sợ nó được có hết nhớ được không cô chỉ chỉ biết là sau này chồng có kể lại là ta nói làm cho cái lần đó đó là vừa đưa cái người đó đi bệnh viện mà phải vừa đưa đưa cô hòa để bệnh viện luôn đi nhà thương luôn lên trên đó luôn các bạn lên trên đó rồi cái kiểu giống như là cũng xa khỏi cái tầm của bà cô bảy đó rồi rồi vô bệnh viện này nọ sáng ra cô kể cô hòa cũng mới nhớ lại Cô mới kể cho ba má nghe lúc đó cái giận ông ba ông giận quá ông nói thôi bây giờ hai má con mày ở đây coi coi con hòa đi cái thằng bà con ở bên đó thì nó cũng đỡ rồi tao bây giờ để tao về để mấy đứa nhỏ ở nhà mình không nên Ông mới đi về mà ông không có về nhà Ông tắt ngang nhà của ông thầy ông mới dắt về dắt ông thầy về thì ở nhà còn có cô tư chú năm và cô út mà cái lúc đi á là giận là đi qua bên nhà bà con ở ở nhà đóng cửa vậy đó xong về về kêu mấy đứa con về thì ngay tối đêm đó ông thầy ông mới làm ông mới làm ông gọi hồn á à. bảo mới nhập vô bao nhập vô cô út tại vì ông thầy ông có mồ mã sẵn đó ông ra ông làm buồn ông đánh chịu đâu có nổi nhập vô nhập vô cái xin ổng nói thôi bây giờ thầy đừng đánh tôi nữa thầy đánh tôi đau quá rồi chị không nổi ông ba ông mới giận ông nói mày con dâu tao cũng là cháu dâu của mày mà sao mày, mày 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 bóp cổ nó nếu mà thằng 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 hai nó không về kịp mày bóp cổ nó chết luôn hả à? cái im ru không trả lời ông thầy ông mới đem ra ông đánh các bạn ông đánh ông đánh một hồi sợ quá chịu không nổi ông nó bây giờ đi vô chùa đi chứ không có cho mày ở nhà nữa cái mới xin xin ông ba không chịu nó không được mày phải vô đó mày vô đó rồi mày nghe kinh kệ mày tu tập nữa mới đi đầu thai chứ mày không có được ở nhà ở nhà mày làm cái kiểu này là là mày hại con hại cháu là cái tội nghiệp mày nó còn nặng hơn nữa thì ông thầy cũng nói cũng mấy trang vậy luôn thì cuối cùng là đưa bà vô chùa gửi hồn bà vô chùa các bạn vô chùa rồi cái lúc đó là sau này mới kể là cho cô hòa nghe đó thì một thời gian sau nghe nói là ông ba với bà ba đi vô trong chùa nó chứ cũng em mình mà cũng thương đâu có chừng là nói chung cũng đưa vô hoài à nhưng mà cái thời khoảng chừng là hai năm sau á thì vô trong chùa thì nằm mơ nằm mơ thấy bả mà lúc này bà hiền lại rồi đó, bà bảy bà hiền lại rồi bà mới nói cũng nhờ anh đưa tôi vô trong đây á tôi nghe kinh nghe cậy rồi mấy sư rồi tụng niệm với tôi nghe rồi đó rồi tôi mới biết tôi sai mà hồi đó tôi không biết anh hai anh ba ơi thôi anh với chị đừng có dặn tôi nghe tôi ở đây thời gian nữa là tôi đi đầu thai ông ba nghe vậy cũng mừng nhưng mà chỉ lần đó thôi. mấy lần sau là cũng đi cũng trong ngóng đó cũng đi tới lui tới lui nhiều khi ở là trong chùa ngủ là đêm thì cũng trong ngóng là em mình nó sẽ nói với mình là cái gì đó nhưng mà giống như là kiểu đó như là bà đi rồi mà đi đồ thay rồi cho nên bà không có báo mộng có gì hết rồi câu chuyện của cô hà đến đây là kết thúc à, thì một cái người con dâu còn trẻ mà mới về nhà chồng đã gặp cái chuyện đó rồi thì kiểu như là ám ảnh dữ lắm các bạn thì thời gian chừng vài tháng sau là dưỡng hai cũng cắt nhà chỗ khác ở riêng liền cũng sợ chứ mặc dù ông thầy cũng nói không sao không sao rồi cũng sợ chứ rồi à, câu chuyện cô hòa nó đây là kết thúc Bảo xin chào hẹn gặp lại các bạn và chúc mọi người có một đêm con giấc